Nào, hai đồng chí nhìn tôi này. Đây này, đúng rồi. Ai đây, 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 nhìn đây. Ai cổ vũ anh Cường sao lại được ạ? Và ai cổ vũ anh Cường? Đây, cái thằng gà đứng dưới này nó cổ vũ anh Cường. Em cổ vũ bằng trọng tài. À, ai cổ vũ trọng tài lên mái nhà được ạ? À, sau đây em ơi, tranh đội thang. Sau đây sẽ là trận bán kết cuộc tối nay giữa FC Cường Ly gặp FC Tịnh Nha Trang. Nhìn thấy. Mất tay như vậy. Xong chưa? Hai đồng chí xong chưa? Một. Đẹp. Một. Hai. Ba. Xong. Xong một hiệp. Cách cầu ly thắng một hiệp. Một hiệp. Không có hiểu người nhà không? Nhà hai đồng chí cần... À thì tay giải chơi luôn. Tay tay chơi luôn. À đây là... Có yêu cầu của... Hai người họ đồng tình như ông không? Ông không biết là tôi đơn tay trái à? Không chỉ hai đứa chúng ta sẽ đánh tay. Hai đồng chí có đồng tình không? Không, không đi. Trận đấu nữa, sẽ đấu nữa. Quyết định chưa? Cái này phải để thắng lên tay ra. Chúng ta phải thắng đâu. Hôm nay xong chưa? Không cần phải gọi điện về cho vợ không? Thị xong chưa? Xong rồi. Một, hai, ba. Cố lên, cố lên. Thị ơi, cố lên. Xem đi nào. Đúng rồi. Xin chúc mừng chú đã vào tới vòng trong. Anh Cường sẽ đá trận chung kết. Điều này vô tên bia rồi. Em sẽ không lực sẽ đá. Cường có nhiều khả năng sẽ phải gặp Thành. Cũng mà cuốn. Không nhìn mặt thôi, không phải đối thủ của anh. Bất công quá. Nhấp hai ông này. Không cân bằng tí nào. Bất công quá. Đây là anh người giúp cuộc anh ấy. Phải. Giải đó chỉ thi đấu xong là chiều nay và đêm mai thôi. Nên là các nghe nhưng mà vận động viên đúng rồi chưa thấy trận nào mà sôi nổi. Bây giờ em với tư cách là ôi, bây giờ là thách đấu. Đây là em thách đấu hơn khác. Vâng. Với tư cách là một ứng cử viên. Thách đấu hai súng. Bây giờ em có lại cái ý kiến này. Hai súng. Bây giờ nếu là Tú bị loại Tú hay súng bị loại nhá. Mày thắng được anh Cường thì mày sẽ thay vị trí của anh vào đầu tiên trận đấu. Bây giờ nhá. Thắng nhanh. Anh ơi, để em trọng tài nói. Nếu em sợ gì? Của hai FC là FC Tú Súng và FC Tú Cầu. Sao rồi? Trận vòng loại vừa rồi hai FC chưa thán phục nhau. Nên là bây giờ đề nghị FC Tú Cầu. FC Tú Tầu và FC Tú Tầu. Vâng, anh đại diện Tú Tầu. Không chơi đại diện. Không chơi đại diện. Phải hai thách đấu này. Hai thằng này đấu với nhau rồi còn đấu nữa. Thôi, thách đấu mà anh. Thách đấu nhá. Trước bài này. Thách đấu. Về giải khác. Giải này anh đã thắng, anh không bao giờ đấu lại người. Gọi anh đâu thách anh ạ. Giải này là đi uống nước sau. Còn thích giải khác đấu. À, anh đang thách đấu đúng không? Thách đấu, ta xem. Thách đấu để mời anh. Mời chủ của mình đây. Nào có ai thách đấu không? Sang đây nào. Ok luôn. Giao lưu à? Nào cho mình chủ. Cú béo gặp cú gầy. Mời cú gầy ngồi lên. Anh em ơi, từ từ để em chung cái. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Cái cân lao xuống tiền. Cân rồi. Rồi. 1, 2, 3. Cân. Mày đừng về đi em ơi. Không chơi với mày nữa.
tay trái kiểu chơi tay trái. Ôi, bây giờ anh cũng phải sang mà đúng không? Theo là không dùng lại tay trái để anh chơi đâu. Này mẹ xin nhục. Anh ơi, đi công an tài liệu. Bỏ anh ơi. Anh chơi được.